Không sai đâu các bác ạ. Đợt này gỗ gõ đỏ được sử dụng và tin dùng rất nhiều ở trong khu vực miền Nam và miền Trung. Cực kỳ là nhiều. Các bác ở khu vực ở miền Nam, miền Trung ấy, các bác thấy đúng ấy thì các bác nhớ comment xuống phần bên dưới cho em biết nhá. Cho em một lượt like và một lượt comment để chứng tỏ xem cái điều em nói là đúng không. Thì riêng ở trong cái tháng này thôi, ở khu vực Nghệ An ấy, em đã đưa vào trong đó 15 chiếc sập thờ và vua sập thờ bằng gỗ gõ đỏ rồi. Cực kỳ là khủng khiếp. Và ở ngoài Bắc, mình thì có rất nhiều những công trình về phòng thờ, từ đường hay nhà thờ họ cũng được sử dụng gỗ gõ đỏ rất là nhiều. Thì liệu gỗ gõ đỏ có vượt trội hơn thằng gỗ hương đá hay không, liệu nó có vươn lên đứng top 1 thằng gỗ hương đá hay không, thì các bác hãy comment xuống phần bên dưới. Và các bác đừng quên rằng nhá, ở cuối video này em sẽ báo giá chiếc sập thờ các bác đang xem. Và có một cái bí mật về gỗ gõ đỏ mà rất nhiều nhà sửa không muốn nói cho các bác biết. Nếu bác nào biết ấy thì tránh được một khoản tiền oan cực kỳ là lớn về cái dòng gỗ gõ đỏ này. Thì các bác nhớ xem hết cái video này các bác ạ. Trước mặt các bác đây là một siêu phẩm sập thờ mai liệu bằng gỗ gõ đỏ hàng chuẩn, gỗ gõ đỏ Pachi các bác nhé. Thì được đục cực kỳ là kênh bong và sắc nét. Đây là một sản phẩm của một bác khách cũng ở trong Nghệ An. Đây là cái sản phẩm số 14 mà em sắp sửa giao tới cho bác ấy rồi. Thì sản phẩm này bác ấy đặt hàng là để dùng ở trong phòng thờ, nhà thờ gia đình thôi chứ không phải là ở trong nhà thờ họ. Thì có rất nhiều bác có đặt hàng của em nhé, là các bác cúng tiến vào trong nhà thờ họ này, cúng tiến vào trong từ đường, những cái mẫu sập thờ cực kỳ là to và cực kỳ là đẹp. Thì em xin thông báo qua cái kích thước của chiếc sập thờ mai điểu bằng gỗ gõ đỏ này các bác. Thì đây là một chiếc sập thờ mai điểu chân 22, dài là 1m97, cao là 1m27 và rộng là 1m07 các bác ạ. Hàng dạ dày 8 phân liền khối. Nhưng mà những cái phần cánh chim này, các bác nhìn kỹ là những cái phần cánh chim, phần bông hoa hay là phần chữ thọ thì đều được là em chắp các bác nhé. Đây đây là những cái vết em chắp. Thì cái những cái vết chắp này là cực kỳ là chắc chắn, nên là các bác yên tâm trong cái quá trình sử dụng và lau chùi những sản phẩm này thì không bao giờ nó có thể rong ra được các bác, không bao giờ có thể long ra được. Thì nhiều bác cũng hỏi em là hàng nguyên khối thì nhà em có làm được không. Thì xin thưa với các bác rằng là hàng nguyên khối thì nhà em đều làm được hết. Nhưng mà có một cái vấn đề này cho các bác này, là khi mà các bác làm hàng nguyên khối ấy, thì các bác phải xác định cho em một điều là giá tiền nó đô lên cực kỳ là cao các bác, giá tiền nó đô lên cực kỳ là cao. Và những cái phần cánh chim và những cái phần bông hoa đó thì nó cực kỳ là nhỏ, nên là nó cực kỳ là tốn gỗ và mất rất nhiều thời gian các bác ạ. Nên là các bác chú ý để chọn lựa xem là hàng ghép hay là hàng nguyên khối các bác nhé. Còn về phần mặt ván là khuôn 5 ván 2, hàng chắp 2 và bên dưới thì có 9 thang bàn các bác. Bên dưới có 9 thang bàn, trong đó thì có 7 thanh đỡ và 2 thanh chống xé răng xé nứt mặt ván cho các bác. Và phần cổ là phần chi tiết đặc biệt của chiếc bàn này, này là một chiếc bàn có 2 tầng cổ chỉ và những cái bức tranh xung quanh của nó ấy, đều được em làm dày 2 phân cực kỳ là chắc chắn, đúng theo yêu cầu của bác làm các bác nhé. Như các bác nhìn đây, đây là một trong những cái dấu hiệu để nhận ra bằng gỗ gõ đỏ, thì ở cuối video em sẽ nói rõ hơn. Còn về cái phần vân thì rất nhiều bác hỏi em là đồ thờ có chơi vân được không. Thì xin thưa với các bác rằng là nếu về làm hàng đồ thờ ấy, thì đầu tiên là chúng ta đã đục kênh bong cực kỳ là đẹp rồi, nên là cái hàng vân của nó sẽ không biểu hiện rõ cho lắm, nên là rất ít bác chơi vân ở cái hàng đồ thờ sập thờ này. Nhưng mà có một cái mẫu sập thờ trơn thì rất đều các bác thích cái mẫu này và chơi vân của chiếc sập thờ này thì cực kỳ là đẹp. Trong từng video, từng clip về quay về sản phẩm ấy, em sẽ liên tục quay về những cái chi tiết ghép mộng các bạn, ghép mộng, ghép cạnh của những chiếc sập thờ để cho các bạn được thấy được những cái tay nghề của người thợ. Thì em thấy trên thị trường có rất ít những cái video, những clip của người ta quay về những cái chi tiết ghép như này, những cái kỹ thuật sâu như này, thì người ta sẽ không quay, người ta chỉ quay tổng thể cái sản phẩm thôi. Thì đây em thấy đây là một trong những cái mà các bác đi xem mộc các bác cần phải xem keo cốn chỉ có đầy đủ hay không, thì các bác nên chú ý cái điều này cho em nhé. Thì em xin thông báo chiếc sập thờ mai liệu gỗ gõ đỏ 100% này và gỗ gõ đỏ Pachi này thì là giá tiền là 36 triệu đồng các bạn. 36 triệu đồng thì là giá giao tại xưởng và em miễn phí ship cho các bác là 50 km đầu. Và cuối cùng là cái phần quan trọng nhất của chiếc video này là về cái điều bí mật của cái thằng gỗ gõ đỏ này các bác nhé. Có rất nhiều bác ở đây, hiện tại ở đây là không biết cái dòng gỗ gõ đỏ này nhận diện nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ bật mí cái bí mật này cho các bác biết này. Cái điều này cực kỳ là quan trọng này, tránh mất nhiều tiền ở cái khu vực này các bác nhé. Thì cái dòng gỗ gõ đỏ chuẩn thì nó có những cái vệt vân, những cái vân ấy, nó có những cái vệt trắng xám. Đấy, vệt trắng xám thì đây mới gọi là gỗ gõ đỏ chuẩn các bác nhé. Thì trên thị trường có những
loại gỗ được gọi là gỗ đỏ nhưng mà nó không có màu vân trắng xám đấy, thì giá tiền nó cực kỳ là rẻ. Nên là các bác đi mua hàng, các bác chú ý cho em là xem cái hàng mộc xem nó có cái vân trắng hay không thì các bác mới mua hàng, và đây mới đúng là gỗ có đỏ thật, gỗ đỏ chuẩn các bác nhá. Thì cảm ơn các bác đã xem hết cái video của em trên kênh YouTube Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì các bác nào thấy video này hay và hấp dẫn ấy, thì các bác nhớ cho em một like và một đăng ký kênh YouTube Đồ Gỗ Gia Vũ để em có động lực chia sẻ những cái video tiếp theo cho các bác.